mình chưa có một cái mối quan hệ nào cả, thì đến cái thời điểm hiện tại thì em nghĩ rằng là em đã rất là mong muốn để mở rộng cái trái tim của mình để đón nhận một cái tình yêu gì đó đến với mình. Em cũng rất là mong muốn để mở rộng như thế. Và ở thời điểm hiện tại của em thì em cũng như Hoàng Hà lúc nãy. Em đôi chút xíu thôi, nghĩa là nó cũng đang trong một cái mối quan hệ nào đó. Đúng, giống giống Hà không? Ôi chết rồi, thì tớ sorry nhá, thế thôi giống tớ thôi, không giống Hà. Thì em cũng đang trong một cái mối quan hệ Mở mở. Thì thực ra rằng là mình cũng mong muốn mà, 25 năm rồi, không thể nào mà mình cứ như thế hoài được. Mọi người Hòa và Eric cũng luôn luôn nói với em rằng là trời ơi, bây giờ phải phải mở rộng cái bản thân ra, phải thả lỏng bản thân ra hơn đi, để đón nhận những cái điều thực sự rất là tuyệt vời sẽ đến với mình đi. Đừng có khó khăn và đừng có nghiêm trọng hóa nó quá. Thế nên là em đã nghe theo mọi người và cũng như là em dần dần em mở rộng cái tư tưởng và cũng như là cái trái tim của mình ra hơn. Thì em cũng hy vọng rằng là dù như thế nào thì mình cũng sẽ có thể đến được một cái điều gì đấy thật là đẹp trong 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 cái mối quan hệ của mình. Còn về cái chia sẻ của em ở trong những cái quá trình từ xưa đến nay, thì thực ra là nó là một cái mà em nghĩ là quý vị khán giả theo dõi thì cũng đã biết rồi. Thì Đức Phúc cũng đến cái thời điểm ngày hôm nay thì cũng đã làm một nghệ sĩ, cái con đường đi nó không hề bằng phẳng, trải qua rất là nhiều thứ, từ những cái chông gai, từ những cái điều mà khó khăn nhất, gọi là có thể gọi là đau đi ha, đau đớn cũng có, hay là khó khăn cũng có, thiếu thốn cũng có, tất cả mọi thứ, và bây giờ vinh quang cũng đã có. Thì đó là lý do tại sao mà nó khiến em rất là dễ có thể xúc động khi mà mình nghe hay là mình nhìn được một cái gì đó mà trong đó đâu đó có cái câu chuyện của mình. Nên là dạ, em xin chia sẻ như thế. Cảm ơn Phúc. Mình dù tin là mọi người thấy là ngày hôm nay giống như là thì hiện tại bây giờ thì Phúc đã trưởng thành hơn rất là nhiều, không chỉ riêng về trong âm nhạc, trong ngoại hình, rồi trong cách chia sẻ với quý anh chị phương báo chí, rồi khán giả của mình. Đó, em nghĩ rằng là mỗi cái dịp Valentine và Đức Phúc trở lại với những cái ca khúc như thế thì đã ấn định về 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 cái mỗi cái mùa Valentine là sẽ nhắc đến Đức Phúc rồi. Thì em rất là may mắn về cái điều đó và cũng nhận được tình cảm của quý vị khán giả rất là nhiều để mình có thể định hình được một cái thể loại tươi sáng như thế. Cứ mỗi dịp Valentine là Đức Phúc sẽ trở lại. Nhưng em cũng muốn chia sẻ một chút xíu rằng là nếu mà đúng với cái bản ngã của Đức Phúc thì đó chính là những cái ca khúc ballad mà nó nhẹ nhàng đem lại tình cảm và sâu lắng như thế này. Thì em cũng muốn rằng là đã 3 năm rồi mình hát tình ca thì đến bây giờ mình sẽ trở lại cái bản ngã của mình, đó chính là một cái ca khúc ballad buồn hơn. Thì khi mà em trở lại như thế thì không có nghĩa là Đức Phúc không làm tốt ở cái thể loại đó. Thì em cũng muốn làm sao để cho quý vị khán giả thấy được nhiều cái khía cạnh nhất của mình, vì sao là mình vẫn đang là một cái nghệ sĩ trẻ. Và đó là những cái mà em muốn quý vị khán giả có thể nhìn vào mình. Và ở mỗi cái thể loại mà mình thử sức ấy, mà mình để lại được cái dấu ấn ấy, thì đó là một cái điều mà em cảm thấy rất là thành công. Thì với những cái thể loại tươi sáng thì mỗi khi nhắc đến đám cưới hay là Valentine thì mọi người sẽ nhớ đến Đức Phúc với những cái ca khúc của nhạc sĩ Khắc Hưng. Còn khi mà nhắc đến những cái ca khúc ballad buồn thì mọi người cũng sẽ có một cái sự lựa chọn từ Đức Phúc, là mọi người có thể nghe được tất cả những cái thể loại đó. Và em muốn giữ cái này, cũng thực ra cũng muốn chia sẻ luôn rằng là thực ra em muốn giữ những cái ca khúc tươi sáng đó để ấn định hơn về mỗi cái mùa Valentine. Thì mọi người cứ thử chờ đợi đến mùa Valentine năm sau xem sao. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn cái câu 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 của anh Duy Béo đúng không? Đúng rồi. Ôi cái câu này thực sự là đúng là anh đánh đúng vào cái tiếng lòng của ekip bọn em. Thực ra là ban đầu cái bọn em khi mà ban đầu bọn em xây dựng cái câu chuyện thì lúc đầu bọn em tính rằng là cặp đôi học sinh sẽ là cặp đôi LGBT. Bọn em có tính như thế. Nhưng mà sau một hồi suy nghĩ tính toán thì bọn em mình nghĩ rằng là anh đạo diễn Cao Hoa cũng có một vài những cái chia sẻ cho em để gọi là để khiến ekip và mỗi ekip thử gọi là thử cân nhắc lại xem sao.
Thật ra nó có nhiều lý do lắm mọi người ạ, nhưng mà cậu quay nghĩ là cái điều mà cậu quay cần nói ở đây không phải là tại sao mà không làm cái điều đó trong dự án này. Ví dụ như cái về quan điểm mà muốn ủng hộ cộng đồng LGBT á, thì riêng sản phẩm của Kawai với Phúc thôi là đã có hơn cả yêu. Ở trong đó là bọn mình đã rất là nỗ lực để đưa cái câu chuyện, và thậm chí là còn có thật, những cái nhân vật thật, tình yêu thật. Bọn mình thật sự là rất là muốn có tiếng nói ủng hộ cộng đồng LGBT. Nhưng mà vì một số lý do mà công việc nghĩ là không có tiện để mình có thể chia sẻ thôi, thì nó là một những cái vấn đề mà mình cũng rất là đấu tranh, mình có suy nghĩ đến vấn đề này rồi. Thì rất là anh mong là sẽ có một cái sản phẩm tiếp theo, mùa Valentine năm sau chẳng hạn. Chúng ta năm nay đã làm ngày đầu tiên để cho một cặp đôi cầu hôn nhau rồi, thì có khi năm sau mọi người sẽ lại thấy, thì nói gì nói anh em mình vẫn sẽ có những cái tiếng nói tiếp theo cho cái vấn đề đó, nên là anh Di Béo hãy chờ tụi em thêm. Cảm ơn anh. Dạ vâng. Anh chuyển sắp. Dạ, thực ra thì em cái điều này là em cũng đã biết từ khi mà chị Giang bắt đầu tung những cái teaser đầu tiên. Tức là đối với cái lần trở lại lần này của em, đúng rằng là mọi tất cả các anh chị em nghệ sĩ đúng như kiểu là không hẹn mà gặp. Không chỉ riêng chị Giang mà xung quanh cái khoảng thời gian cuối tháng 9 này có rất là nhiều những anh chị em nghệ sĩ có ra mắt sản phẩm. Thì bọn em ekip của mình cũng kiểu ôi giời chết rồi, mọi người ra liên tiếp như thế này thì không biết sẽ như thế nào. Thì bọn em có một cái điều mà bọn em thấy như thế này. Em xin chia sẻ về việc mà cạnh tranh về trending YouTube. Thì đối với tất cả những cái sản phẩm của Đức Phúc, rất là may mắn mỗi khi được ra mắt thì sẽ đều được quý vị khán giả may mắn rất là yêu thích và cũng lên được top 1 trending. Thì em mới nhớ về cái khoảng cách đây khoảng hơn 2 năm, vào năm 2020 thì chị Giang có ra mắt Tặng Anh Cho Cô Ấy. Thì 5 ngày sau là em có ra mắt Hơn Cả Yêu. Thì khi mà chị Giang ra mắt thì cũng đã lên top 1 trending rất là nhanh. Và 5 ngày sau khi mà Đức Phúc cho ra mắt Hơn Cả Yêu thì cũng rất là may mắn nhận được tình cảm của quý vị khán giả và đã lên được vị trí top 1 trending. Thì em cũng hy vọng là lần này cũng sẽ như vậy. Dạ vâng, nói chung là chúng ta cùng top 1 trending, đúng không ạ? Dạ, và có nhiều sự lựa chọn hơn cho khán giả yêu nhạc. Và khi mà nghe đến cái chữ cạnh tranh ấy, thì em nghĩ là kiểu mọi người sẽ nghĩ là lo sợ. Sợ hay là không sợ, thực ra thì đối với em thì trong âm nhạc thì em không có cái khái niệm là sợ hay là không sợ, mà em chỉ có là hay hay không hay thôi. Còn sản phẩm của ai mà không hay thì họ mới sợ. Chứ còn em nghĩ rằng là bọn em đối với cái vị trí hiện tại như của em và chị Hương Giang thì chắc chắn là bọn em sẽ đều cho ra mắt những sản phẩm chất lượng về mặt âm nhạc và hình ảnh, nên là cái việc mà không chất lượng thì chắc chắn sẽ không có. Và tất cả mọi thứ ở bây giờ sẽ phụ thuộc vào quyền quyết định toàn phần là của quý vị khán giả. Chị Giang có Vũ Trụ Trà Xanh đúng không? Thì chắc chắn là em với cái MV đen trắng như này và với một cái màu sắc đượm bồi như này thì em nghĩ rằng là em sẽ làm một cái vị trà ô long nào đấy. Và quý vị khán giả sẽ có rất là nhiều lựa chọn, có thể uống trà xanh hoặc là uống trà ô long. Đó là tùy thuộc vào mỗi người. Thế nên là em nghĩ rằng là cái việc khi mà tất cả các anh chị em nghệ sĩ cùng trở lại và cùng gửi đến cho quý vị những cái sản phẩm âm nhạc, thì cái người mà hưởng lợi nhiều nhất ở đây đó chính là quý vị khán giả. Và đó chính là những cái mà anh chị em nghệ sĩ chúng em mong muốn. Vì sao? Là bọn em làm những cái sản phẩm này cốt lõi là cũng chỉ muốn để gửi đến cho quý vị khán giả những cái món ăn tinh thần chất lượng nhất và giá trị nhất. Thì bây giờ tất cả các anh chị em nghệ sĩ trở lại đồng loạt như vậy thì không có lý do gì mà bọn em phải lo sợ hay là không vui cả. Tại vì tất cả như thế là quý vị khán giả sẽ được gọi là thưởng thức một cái bữa tiệc âm nhạc vô cùng là sôi động, thịnh soạn. Như thế thì em rất là mong muốn sẽ đem lại được thật là nhiều càng tốt những cái món quà tinh thần hay nhất cho quý vị khán giả. Cảm ơn anh. Cảm ơn Đức Phúc.